Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, tại huyện vùng cao Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, trong những năm qua, địa phương này đã tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân và có đó thì góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tận dụng điều kiện thuận lợi tại địa phương, nhiều hộ gia đình tại xã Năng Khả, huyện vùng cao Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã lựa chọn chăn nuôi đại gia súc để phát triển kinh tế gia đình cuộc sống của người dân đã có những phát triển tốt hơn, thu nhập được nâng cao. Qua chăn nuôi thì các hộ phát triển kinh tế rất là tốt, có nghĩa là đem lại hiệu quả kinh tế rất cao cho các hộ. Và các hộ nông dân cũng tạo điều kiện để cho các hộ là tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách cũng như ngân hàng nông nghiệp. Để tập trung nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua huyện Na Hang đã thực hiện nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế, như chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những giống mới có năng suất chất lượng mang lại hiệu quả kinh tế cao và sản xuất, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận những nguồn vốn ưu đãi từ nhà nước để vay vốn. Xây dựng nông thôn mới thì đối với lĩnh vực ngành nông nghiệp là một cái vai trò rất là quan trọng. Do vậy thì chúng ta phải làm tốt cái công tác tuyên truyền cho mọi người dân thay đổi cách nghĩ cách làm. Thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn huyện vùng cao Na Hang tỉnh tuyên quang đã từng bước được cải thiện. Năm 2022 này, địa phương phấn đấu nâng mức thu nhập lên trên 32 triệu đồng một người một năm. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có nhiều loại cây dược liệu quý và để bảo tồn cũng như phát huy giá trị cây dược liệu, thời gian qua Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái đã xây dựng thành công 3 chuỗi giá trị cây dược liệu, lập hồ sơ đề nghị công nhận các bài thuốc gia truyền, thúc đẩy kinh doanh các bài thuốc nam tiềm năng, từ đó góp phần bảo tồn và phát triển chuỗi giá trị cây dược liệu của tỉnh. Sau hơn 4 năm thực hiện dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam, đến nay Yên Bái đã hỗ trợ xây dựng và phát triển 3 chuỗi giá trị đối với cây cà gai leo, cây khôi nhung và cây lá gan là những cây thuốc có giá trị trong phòng và điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tiêu thứ nhất là bảo tồn được cái nguồn dược liệu quý để cho ra đời những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng những sản phẩm sạch những sản phẩm có chất lượng và cái mục tiêu thứ hai đó chính là tạo sinh kế cho người dân bởi vì khi mà thực hiện cái chuỗi giá trị cây thuốc thì người dân được tham gia vào các cái nhóm sở thích được tập huấn nâng cao năng lực và từ đó họ có những cái cải thiện về sinh kế từ nguồn tài nguyên dược liệu phong phú với trên 630 loài cây thuốc, gần 1.000 bài thuốc dân gian chữa nhiều loại bệnh của tỉnh, qua thực hiện dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc Nam Yên Bái, đã và đang giúp cho người dân có hướng đi phù hợp để bảo tồn và phát triển chuỗi giá trị cây thuốc Nam của tỉnh. Thời gian từ ngày mùng 6 đến ngày 12 tháng 4 vừa qua tại khu vực rừng tự nhiên núi đá ở khu Tang, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, xuất hiện một đàn khỉ vàng xuống núi tìm kiếm thức ăn ở khu vực nhà dân. Hiện đàn khỉ vàng đang trong tình trạng sức khỏe mạnh, linh hoạt, nhanh nhẹn. Qua đây thì chính quyền huyện Lạc Sơn đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền và bảo vệ quần thể khỉ vàng và các động vật hoang dã tại khu vực núi này. Địa bàn huyện Lạc Sơn nói chung và xã Yên Phú nói riêng diện tích đất rừng tự nhiên còn rất nhiều, rừng có độ đa dạng cao, tầng tán cây rậm rạp. Hiện rừng tự nhiên tại xã Yên Phú chỉ còn lại khu vực núi Khụ Tàng với diện tích khoảng 200 hecta. Để thống kê hay nắm bắt cụ thể được số lượng và chủng loại các loại động vật hoang dã đang sinh sống tại đây, đối với cơ quan chức năng là hết sức khó khăn do địa hình tranh vênh núi đá hiểm trở. Xuất hiện cá thể động vật hoang dã trên địa phương thì hạt kiểm lâm cũng đã phối hợp với ủy ban xã thì xây dựng các văn bản là báo cáo và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để có các cái biện pháp bảo vệ cũng như là nắm bắt về sự xuất hiện của đàn khỉ và à, tình trạng của chúng để có các cái giải pháp bảo vệ trong thời gian tới. Nhằm bảo vệ, bảo tồn, gìn giữ và phát triển về số lượng và chất lượng của loài động vật hoang dã nói chung, quần thể khỉ vàng nói riêng trên khu vực rừng tự nhiên núi đá khụ tăng. Xã Yên Phú, Hạt Kiểm Lâm huyện báo cáo với Tri Cục Kiểm Lâm tỉnh Hòa Bình và Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn, qua đó đề nghị các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo và chính sách về tăng cường bảo vệ quần thể khỉ vàng và các loại động vật hoang dã trên địa bàn huyện nói chung và xã Yên Phú nói riêng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tế các chuyển động hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.